Chiều qua ngày 3 tháng 4 tại nút giao thông Hầm Chui Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một xe ô tô con lao với tốc độ cao đã đâm trực diện vào một tiệm bánh mì, khiến nhiều người ở đây bị thương tích nặng. Vào thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 43A 50582 do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên tuyến đường Lê Duẩn hướng về cầu vượt ngã Ba Huế. Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông tại đường nhánh của Hầm Chui Điện Biên Phủ thì va chạm với đuôi xe ô tô khách 16 chỗ chưa dừng lại, xe ô tô trên tiếp tục lùi vào và lao về phía trước hướng đường Lê Độ và đâm trực diện vào một tiệm bánh mì. Cú tông bất ngờ khiến nhiều người tại tiệm bánh mì bị thương tích nặng. Nhận được tin báo, công an quận Thanh Khê đã triển khai lực lượng phong tỏa hiện trường và đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàn hoàng, thót tim về tốc độ của xe ô tô con trước khi đâm vào tiệm bánh mì và dừng lại. Qua kiểm tra, tài xế ô tô sử dụng bia rượu khi điều khiển xe.